Đây là 1 triệu này. Ui. Có thể là mà 200 đô thì có lần sẽ được là 4 triệu 8, có lần sẽ được ít hơn. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, và đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bảng Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Hôm nay thì có một cái phần quà rất là lớn gửi tới cho em Sử cũng như là ba ông cháu. Và ở đây thì đều hàng tháng là đều bà An Phạm là gửi cho em Sử là 200 đô để mà sinh hoạt với cô bác ạ. Có những tháng thì bà dặn cho cháu Lực là đưa cho em Sử là đưa cho 50 đô, 50 đô cô bác, chia ra làm 4, 4 lần trong một tháng. Còn đợt này thì là cháu Lực sẽ gửi cho em Sử là hết luôn cô bác ạ. Và thêm là một cái phần quà rất là lớn nữa để gửi tặng cho em Sử cô bác. Ở đây thì bây giờ cháu Lực chỉ nói sơ qua là một chút thôi. Cháu Lực chưa thể bật mí ra vội vàng được. Để một hai hôm nữa khi mà đi vào và tiến hành nhận cái phần quà đấy thì cháu Lực sẽ nói sâu cô bác ạ. Trước khi đi vào thì cho cháu Lực xin được phép là thông qua cái số tiền của bà An Phạm gửi cho cháu Lực hôm qua cháu Lực nhận được cô bác nhá. Bà có gửi cho cháu Lực tổng tất cả là đấy, tổng tất cả là bà gửi cho cháu Lực là 850 đô để đổi ra được tiền Việt. Tại cái thời điểm hôm qua cháu Lực nhận được là 20 triệu 900 là 44.000 đồng. Và ở trong đó thì là 500 đô thì là sẽ để mà gửi cho em Sử một cái phần quà khác. Và 100 đô thì là cho cháu Lực để làm kinh phí khi mà cháu Lực đi thực hiện cái phần quà đó. Còn 250 đô thì là 200 đô thì để cho em Sử là sinh hoạt, làm kinh phí ăn uống này, đóng tiền điện này, đóng mua thịt mua thà này là 400 đô, là tương đương là cháu Lực nhận được là đổi ra tiền Việt sẽ là 4 triệu 900 ngàn đồng. Và còn 50 đô là tương đương là 1 triệu 200 nghìn thì là bà cho cháu Lực để mà làm kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Và nói là mỗi lần mà bà An Phạm gửi tới cho các em để làm kinh phí thì bà cũng có gửi thêm cả cho cháu Lực để làm kinh phí đổ xăng đi lại nữa cô bác. Bây giờ thì cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm và chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bà An Phạm trong thời gian qua thì đồng hành cùng với cháu Lực từ lúc mà cháu Lực vừa mới lập kênh đến thời điểm hiện tại bây giờ cô bác ạ. Ở đây thì cháu Lực cũng chỉ là nói chuyện được với lại bà An Phạm là thông qua những cái tin nhắn thôi, cũng chưa có gọi điện hay là video như nào với bà cả. Không biết là hôm nay đi xuống thì em Sử có ở nhà không bác? Nhìn cô bác ạ, nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là em Sử đang dọn nhà cô bác ạ. Ôi ôi, hôm nay thì có vẻ như gió to quá Sử nhỉ. Anh chào Sử nhé. Chào anh ạ. Rồi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Có một mình Sử ở nhà thôi à? Em Hải thì đi học rồi, còn ông thì chắc là ông thì là hiện tại thì là đang ở nhà dưới một chút cô bác. Nhà dưới thì chắc là xem trâu bò lợn gà một chút. Nhà cửa có vẻ sạch sẽ hết nhỉ? Đấy, nhưng mà mối tội là hiện tại là nó đang gió nhiều quá cô bác ạ, cho nên là không thể tránh khỏi được những cái lá cây nó rơi xuống cái phần sân nhà cả. Ôi, bao này là bao gì đây Sử? À, phân bón à? À, mua phân này để mấy đứa vân vân ngô à? Đấy, lên thì có vẻ như là nhà cửa bàn ghế em Sử là rất là sạch sẽ và rất là gọn gàng các bác ạ. Thời tiết là nắng nóng như thế này thì ở trong ngôi nhà như này thì có vẻ là mát nhỉ? Vâng. Sao tóc của Sử thì có vẻ như là dựng dựng lên đấy? Vâng.
Hôm nọ đi xuống xá cắt thì có vẻ như là tay nghề của thợ là nó hơi yếu nhỉ? Vâng. Nào anh em mình xuống có bài cho em mình đi cắt sau. Vâng. Hôm nay thì anh muốn trước tiên là đi vào thì thứ nhất là muốn nói với em Sử là một cái niềm vui. Vâng. Đấy, nhưng mà bây giờ anh sẽ không có bật mí cho Sử vội được. Đấy, vâng. Cho Sử một chút tò mò. Đấy, nhưng mà bên trong đó thì là hôm nay anh lên thì có gửi cho Sử làm là những cái lời nhắn của bán Phạm cho em. Vâng. Và gửi cho em thêm là cái gửi cho em thêm là tiền nữa. Vâng. Để xem bây giờ thì phải xem là những cái lời nhắn của bán Phạm một chút. Em Hải thì đi học mất rồi, không thì bảo em Hải là đọc và nói cho em Sử thì đấy là tốt hơn không ạ? Đấy, ở đây thì bà An Phạm có gửi cho Lực và dặn dò các em là bảo là bà nhờ con nói với em Sử là mua gà giống thì mua loại gà mái tâu. Đấy, đừng mua gà nó già không đẻ được, mua xong thì cho bà biết. Đấy, khi mà em đi mua gà ấy, thì em đừng có chọn những con gà mà nó đẻ rồi nhá. Vâng. Mua những con gà nó nhỏ nhỏ thôi. Vâng. Và hôm nay thì anh lên thì anh lại gửi cho Sử là 200 đô nữa. Vâng. Đấy, tương đương với lại anh cho là 5 triệu tròn đi nhá. Vâng. 5 triệu tròn thì cái này thì sẽ để em là tiền ăn uống này và tiền mua gà nữa. Và cho em Hải là 200.000, cho ông là 100.000 nữa. Tại khi mà em cầm tiền mặt nhiều ấy, thì bây giờ hiện tại là ở trong nhà em thì cũng có cửa, mọi cái là nó cũng rất là chắc chắn rồi. Thì là để vào trong cái tủ mà hôm trước là bà Vương Kim Thanh đã mua cho nhá. Xong lại khóa lại. Bây giờ thì cháu Lực sẽ gửi cho em Sử là cái phần tiền của em Sử là 200 đô của bác để mà sinh hoạt là tháng 4 này. Hầu như là tháng nào thì bà cũng đều gửi cho các em. Thế thì các em ở nhà cũng gọi là Sử thì cũng có tiền để mà đi mua phân lân này, phân đạm này, xong là tiền mua thực phẩm, mọi cái nữa. Thế tiền thì là em thì là người lớn rồi, em chịu trách nhiệm là cầm nhá. Đấy. Thế còn anh sẽ gửi cho Sử là 5 triệu nhá. Đây là 1 triệu này. Ui. Có thể là 200 đô thì có lần sẽ được là 4,8 triệu, có lần sẽ được ít hơn. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, và đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tờ 500 thì sẽ là 5 triệu đồng nhá. Và bây giờ thì hai anh em mình xin gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm là một câu nhá. Ở đây thì là bà cũng gửi cho anh để mà làm kinh phí đổi sang đi lại nữa. Khi mà anh em mình đi đi xuống huyện để mà mua đồ ấy. Đấy. Cháu Lực cũng xin thay mặt là em Sử này, em Hải với lại ông nữa cảm ơn tới bà Phạm. Cảm ơn trong thời gian qua bà đã luôn luôn yêu quý em Sử cũng như là em Hải với lại ông rất là nhiều. Bà thì cũng gửi những cái phần quà, thậm chí là quà từ bên nước ngoài sang có này, thậm chí là tiền mặt thì cũng có này. Đấy, bây giờ thì Sử gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền cho ba ông cháu. Con chúc bà thời gia đình, thời nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Còn thì bây giờ là cất tiền đi. Đấy, đây. Đấy là, chỗ này là 5 triệu nhá. Dạo này ở trên nhà thì có công việc gì mà để làm không? Ở ngoài lấy củi ra ấy. Đi lấy củi thôi à? Ừ. Thế là mấy hôm nay là ruộng nương là cũng trồng xong hết rồi đúng không? Còn ruộng thì chưa đến cái mùa vụ mà người ta lên, chưa đến mùa vụ mà trồng lúa của bác ạ. Bao này Sử để ra ở phần bên kia để cho nó gọn vào. Đấy. Ôi, có vẻ cái này là để cho gà cho lợn à?
Đi là có phải đóng cửa đi không đấy? Đóng cửa đi. Không là tí sợ trộm vào đấy. Đề phòng một tí. Có vẻ như là gió mấy hôm nay khá là mạnh của bác ạ. Thử là đi tận đâu để lấy củi? Bên kia à? Thế là thì cùng sửa đi lấy củi thêm một hôm nữa cô bác. Ông ấy đang ở nhà dưới kìa. Lấy củi thì thường lấy củi để ở nhà nào là nhiều nhất? Nhà cũ là nhiều nhất à? Tại vì là nhà cũ là còn làm cám lợn là nhiều hơn nhỉ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đường này thế mới nào? Đường nào ấy? Đường dưới này. Được không? Được. Hầu như là bà con gần nhà xưởng là người ta trồng vào một vụ cô bác ạ, cho nên là chưa có ai cày cho lắm nhỉ. Vâng. Ở đây thì là người ta cày để trồng gì hết chứ? Ghẻ mấy nơi, ghẻ cày để đấy thượng. Cày đấy thôi à? Vâng. Mấy nơi làng ruộng thượng. Nhưng mà cày đấy trong mấy nứa nếu mà mình làm thì nó cũng lại cứng nhá. Mấy nứa thẳng nứa về thì mình làm được. Vâng. Này mà dùng cái máy phát cỏ để phát thì gọi là thôi rồi luôn đấy nhờ. Vâng. Cái cỏ rau này là gọi là rau chất lượng các bạn ạ. Rất là nhiều luôn này. Vâng. Ở đây thì mùa này thì đang là mùa mà có ong được các bác ạ. Mùa này ấy. Và tôi cũng đứng lại một chút về cái phần ong của bác nhé. Chờ đây từ từ đó. Vâng. Cái mà tổ ong, cái mật ong đợt này nếu mà các bác lấy về ấy, ở phần dưới phần đáy chai ấy, nó kiểu nó bị lăng xuống ấy, thì rất là nhiều các bác nó sẽ nói rằng là đấy là mật đường đấy, nhưng mà thật sự ra thì không phải là mật đường. Mùa vụ này nó là vụ mà có rất là nhiều loài hoa, ong nó sẽ đi không phải là lấy một loài hoa, nó lấy nguyền nhiều cái loại phấn hoa đi vào ấy, thành ra là nó kiểu nó bị loáng ấy, nó bị loáng, nó sẽ kết tổ ở cái phần dưới đó. Còn là nếu mà các bác nhận được ấy mà nó không có bị động ở dưới đấy cô bác, nó cũng là tùy theo mùa vụ nữa. Và như mà nếu nó là mật đường ấy thì tỷ lệ mà pha ra để mà nó động lại thì nó sẽ không bao giờ là động lại được cả, động được như vậy cả cô bác ạ. Sẽ có rất là nhiều các bác ở dưới xuôi thì sẽ không biết về là về ong ấy cô bác, thì sẽ nghĩ rằng là khi mà nhận được ấy thì đấy là mật đường pha ấy. Nhưng mà nếu mà mình dùng đường để pha với mật ấy thì chắc chắn là không có pha được, thì không khuấy được, không có tan luôn đấy các bác.
Ui, gà nhà ai ra xa đấy nhỉ? Vâng. Ui, này gà ra đi... Ra thả xa cho này. Chú kia làng trồng gà đấy. Có vẻ như là khi có một chuồng gà này có lắm đấy. Tối đi qua có người ngủ đây không? Có ạ. Có. Nhưng mà ngủ đây thì ngủ đâu? Thấy có chỗ ngủ đâu? Thế là ngủ trong cái hang kia đấy. Vâng. Ông thế ạ. Ông ấy để á? Vâng. Bên này có một cây. Chặt này. Chặt cây nào ấy? Cây khô à? Vâng. Ở dưới kia có cây khô ấy. Thì chỗ đây là rừng của nhà sư nhỉ? Vâng. Này vác cây bó đi hay là vác cả cây ấy rồi? Vác cây được. Cây đi à? Vâng. Vâng. Bây giờ chúng ta đang vào cái mùa mà măng rồi các bác ạ. Có vẻ như là không nhỏ thì cùng với sự đào vào vâng. Có phải anh có lễ hộ không? Cưng cưng nữa. Thả vào đây. Kéo kéo đây được hay là kéo xuống kia? Bên này có đường đó. Kéo được chỉnh này thôi. Anh đi đi ạ. Ôi, nhanh đi. Sao là cái cây kia đấy nhỉ? Vâng. Cây kia khô kìa. Vâng. Chuyện. Con này đây kéo vào đây đi chứ có dây không này cha không có à? Vâng. Thế để chặt thành bó đấy nhỉ? Vâng. Đi ra đi kiếm dây sau.
đây này. Vâng. Vâng. Để đây nhá. Vâng. Vâng. Còn là có rất là nhiều những cái cây củi và nó bị khô ấy. Chặt được chiếc kia à? Cả tìm dây nữa nhỉ. Ở dưới kia có một là cái cây nữa, để anh đi xuống bên kia lấy cho. Ôi cây này còn khô cả góc rồi đấy. Từ góc phải sửa. Đấy sửa rồi. Ui bay từ đâu ra nhỉ? Cái này có nước sửa, sửa chặt chặt thôi. Có nước ấy. Nó nặng quá. Ở bên dưới sao ấy? Anh vừa lắc thấy có nước rồi. Đấy. Có nước rồi nhỉ. Giờ là phải đi kiếm cây để buộc ra, dây để buộc ra nhỉ. Cây nào khô ấy. Bây giờ thì cũng được các bác giúp đỡ là ba ông cháu có một cái ngôi nhà đẹp đẽ khang trang để ở rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên thì các em vẫn phải là đi ra ngoài để mà lấy củi này, lấy cỏ mọi cái nữa. Về gọi là chỗ ăn chỗ ở thì không có phải là lo lắng bận tâm thêm cái điều gì nữa. Mưa thì cũng không tới đầu, mà khi mà gió về thì không phải sợ nữa. Có vẻ như chưa khô mấy đâu sửa. Ông thì chắc là vừa rồi cũng ra đây lấy củi sao các bác ạ. Đây còn một bó củi ông để lại nữa. Những cây này thành rồi, cây này già quá rồi. Ở bên kia thì có vẻ như là có nhà nào làm chuồng gà đấy sao nhỉ? Không biết là liệu mình đi xem có được không? Mình đi xem cái chuồng gà
Có vẻ như là hàng xóm của nhà xưởng thì cũng làm chuồng gà rất là xa đấy cô bác ạ. Tận trong đây. Liệu buổi tối thì có ngủ đây không đấy? Chỉ sợ mất thôi. Cái này là nhà ai làm chuồng gà đấy? Nhà của nhà mới trên kia. À, nhà mới đúng không? Bây giờ làm chuồng gà xa thế nhỉ? Thế thì buổi tối là gà biết ra đây không? Gà biết ra à? Đấy, gà là bà con là dùng để mà làm ở đây một cái chòi cho nó ở thôi. Xong là đến buổi sáng thì ra thả, xong là đến tối thì ra đếm gà thôi. Bây giờ anh em mình đâu kiếm dây nhỉ? Trên kia chắc là có dây đấy nhỉ? Trên này thì có vẻ như là tảng đá rất là lớn thôi. Bây giờ thì cùng em sửa là đi lấy thêm một chút đó cô bác ạ. Ghi hình nhiều quá thì một tí nữa thước phim nó khá là dài, thành ra là các bác xem nó cũng nhàm chán đấy. Ôi, ở đây có cây gì nhiều đấy, sửa đây này. Như kiểu cây thuốc ấy nhở. Ôi giời, chưa đến đây à? Ôi, sợ bối à. Đây này, liệu đây này có chắc không Sử? Nhấc cái này lên làm bây giờ ấy. Chưa? Củi này là mình để nhà dưới hay nhà trên? Củi này để nhà trên à? Cần đây. Làm hai vòng không? Hả? Vòng á. Bó củi này thì mặc dù nó là nhìn trông rất là to các bác ạ, nhưng mà sau đó là nó cũng chỉ tầm độ 10 cân thôi. Được không đấy? Đây dao anh cầm rồi. Dao anh cầm xong. Đi đường cũ hay đi đường mới ấy Sử ơi? Đi đường cũ à? Ok. Ia. Rồi. Thấy bên đường này đúng không? Đường trên à? À đây, đây rồi. Đi đường trên nữa. Nãy mình đi đường dưới mà. À.
Thế mà một ngày cứ đi lấy củi như này thì độ được tầm bao nhiêu bó xử? Tầm 2 bó thôi à? Thế là buổi sáng đi lấy 1 bó, buổi chiều lấy 1 bó thôi. Thời tiết ra nắng như này thì chỉ có thích hợp đi lấy củi thôi. Đi vào trong rừng thì nó cũng khó, cây tre nó cũng mát hơn. Nhà dưới đây cũng có nhiều củi rồi cho nên là củi đợt này em sửa sẽ lấy để lên trên nhà mới luôn. Thế còn chặt ra thì còn nấu cơm nữa. Cũng không tận dụng được cái bếp ga mái được. Đến tận sân luôn à? Để sân này luôn không? Để sân này thì ở tí á. Đến chiều tối xử lý trẻ ra. Hay, về đến nhà là tuột hết luôn. Sao đây ra hướng bên này thì nó mát mát tí sửa. Sao? Phủi người đã sửa, người sửa nhiều lắm. Hay bây giờ đi lấy củi về thì bỏ cái áo ở ngoài ra đi. Cho đỡ nóng. Đi lấy củi thì mình phải bạc cái áo dài tay đi. Phết đấy. Thưa bác, phải nói là đi ra ngoài thì rất là nắng nóng nhỉ. Đấy, nhưng mà về đến nhà thì nhà thì cũng làm gọi là rất là rộng và rất là thoáng. Phần là trên thì cũng được lập bằng những cái tấm pro chống nắng cho nên là đi vào nhà rất là mát. Tí lúc nào mà mát mát rồi thì sửa lại đi làm thêm việc khác nhá. Nắng nóng như này thì đi ra ngoài thì phải là mặc áo dài tay này. Đội cả cái mũ vào nữa. Rồi thì mới không sẽ bị là ốm đau gì. Ôi, tay sửa lên đây, chỗ này là bị sao đấy rồi nào? Rồi. Như kiểu là bị mụn nhọt đấy. Cái này nặn cho nó cái trong ra đi. Bị lâu chưa? Sắp khỏe rồi. Sắp khỏe rồi à? Nó phải là nặn cái ra 2-3 lần. Ra 2-3 lần à? Nhưng mà sửa phải nặn mạnh một lần là cái đinh ở trong cái da này này. Có vẻ như là sử là hay bị mụn nhọt nhỉ. Nếu mà này mà nó bị có một cái nữa. Đây có một cái nữa. Ôi bị 2 cái à? Vâng. Bị lâu chưa? Bị lâu rồi. Bị lâu rồi à? Bây giờ sắp khỏi rồi. Bây giờ sắp khỏi đúng không? Vâng. Thế sử cũng không có bảo anh rồi thì anh chỉ sử đi mua thuốc. Nếu mà lúc mà sử vừa mới phát hiện nhá. Vừa mới phát hiện là lấy cái quả ớt ấy chấm 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 vào cái đầu của nó. Vâng. Thì nó sẽ không có bị nữa. Mụn nhọt này nếu mà không cẩn thận là nó sưng rất là to đấy. Thế là hôm nọ có bị sưng to không? Không to đâu, bằng thế thôi ạ. Bằng thế thôi à? Vâng. Không khỏi thì phải đi mua thuốc để mà bôi đấy. Vâng. Cái này là trừ phi là mình nặn được cho cái đinh ở trong cái da này. Vâng. Thì nó mới khỏi được. Nó như kiểu thật ra là cái mụn đinh của mình ấy. Vâng.
Thế còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và tất cả các ông bà đã luôn luôn yêu quý cháu Lực, cũng như là yêu quý những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Thế còn bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ không ghi hình nữa nhá. Vâng. Đấy. Ở nhà thì có những đồ đạc gì ấy phải cất giữ là cẩn thận nhá. Vâng. Cất có chìa khóa để đóng khóa vào rồi thì đi đâu làm gì mới đi. Vâng. Chứ không là sơ hở cái là mất đồ đạc ở trong nhà là rất là giá trị. Vâng. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.